Điện Biên Phủ được Nava xem như là một cái nhọt tụ độc, hút hết phần lớn chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam và đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tăng cường xây dựng, trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm trong con mắt phương Tây. Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. Những nẻo đường từ hậu phương lên mặt trận Điện Biên Phủ sôi động từ cuối tháng 12 năm 1953. Bộ đội thuộc các đại đoàn chủ lực, dân công, thanh niên xung phong tấp nập hành quân. Những con đường được mở rộng, làm mới, những kho lương thực phục vụ chiến dịch được bố trí trong rừng. Những chuyến xe chở pháo, vũ khí bất ngờ của Việt Minh lặng lẽ xuất phát. Ta đã huy động một lực lượng lớn chuẩn bị cho chiến dịch, bao gồm 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo và nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải, quân y, với tổng số khoảng 55.000 quân, hàng chục ngàn tấn vũ khí đạn dược, lương thực, với 628 ô tô vận tải, 11.800 thuyền bè, 21.000 xe đạp, hàng ngàn xe ngựa, trâu, bò chuyển ra mặt trận. Phương châm của chiến dịch là đánh nhanh, giải quyết nhanh. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 3 đêm. Từ tối 16 tháng 1, cuộc kéo pháo bằng tay của quân ta bắt đầu, vượt qua chặng đường dài 15 km mới làm cấp tốc từ cửa rừng Nà Nhạ, vượt qua đỉnh Pha Sông cao 1.150 m. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm không chợp mắt, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa ra: rút tất cả các đơn vị khỏi trận địa và chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Sáng 26 tháng 1, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định hoãn cuộc tổng tiến công để chuẩn bị thêm và đề ra phương châm mới: đánh chắc tiến chắc. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu và bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục củng cố trận địa, bao vây tấn công địch theo phương châm mới. Ngày 3 tháng 3 năm 1954, trước giờ G, Đồi Xanh vẫn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất trước ngày ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ. Khu vực này gồm các đồi 781, 754, 518, 502 nối tiếp nhau, tạo nên một bức thành ngăn cánh đồng Mường Thanh với dãy núi Tà Lèng. Để nhằm đảm bảo cho công tác làm đường kéo pháo xây dựng trận địa pháo binh bắn vào Mường Thanh và tạo bàn đạp, Đại đoàn 316 có nhiệm vụ triển khai lực lượng xây dựng trận địa bao vây ở phía đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
chúng tôi vào đây. Bẻ gãy mũi tấn công này, không để chúng thọc sườn với trận địa pháo. Địch đang tiến theo bờ suối, khoảng một trung đội. Thank you.
nó lên bên này. Để nó cho tôi.